tổ chức vào buổi tối ngày hôm nay tại nhà hàng Làng Nướng Nam Bộ xin được phép bắt đầu. Xin hân hoan được chào đón toàn thể quý vị khách quý đã đến chung vui trong buổi tiệc gặp mặt gia đình anh Lệ chị Sương tổ chức vào buổi tối ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên xin phép cho MC Ngọc Châu được thay mặt cho gia đình anh Lệ chị Sương cùng toàn thể anh em ban nhạc Ngọc Diệu, ban giám đốc nhà hàng Làng Nướng Nam Bộ xin phép kính gửi đến tất cả quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thân mến, nhân dịp từ Mỹ trở về thăm quê hương Việt Nam và ngày hôm nay gia đình anh Lệ chị Sương có tổ chức một buổi tiệc họp mặt mừng ngày gia đình sum họp, thân mời tất cả quý vị khách quý đến các cùng chung vui với gia đình. Và giờ đây cũng để đáp lại tấm tình quý mến của tất cả quý vị đã dành thời gian và Ngọc đến chung vui với gia đình trong buổi tiệc tối ngày hôm nay. Và cũng để khai mạc cho buổi tiệc ngày hôm nay, Ngọc cho xin được trân trọng kính mời anh Lệ chị Sương, chủ nhân buổi tiệc ngày hôm nay sẽ tiến về sân khấu có đôi lời phát biểu cảm ơn với tất cả quý vị khách quý. Chúc quý vị dành một tràng pháo tay mừng năm mới. Chào mừng Sương có mặt buổi tiệc hôm nay rất hân hạnh được chào đón ông bà anh chị em bà con từ Bắc vào Nam của gia đình thì Sương đều có mặt đông đủ ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn quý vị với sự hiện diện của quý vị là thêm cái tinh thần khích lệ cho vợ chồng của chúng tôi, vợ chồng con của chúng tôi sẽ sắp rời Việt Nam vào tháng 3 ngày 6 này, tôi sẽ định cư ở Mỹ, được sự đồng thuận gia đình thật là hạnh phúc. Cảm ơn quý vị. Xin mời hai con là Nga và Bi mời hai con lên đây ạ. Nga nha, Hà Bi ẩm cháu lại. Hà Bi buồn quá. Xin thưa hai bên nội ngoại của gia đình chúng tôi, chúng tôi thật là vui mừng vì thấy rằng hôm nay con của chúng tôi đã trưởng thành và đã có vợ và có được hai đứa con. Trước hết là tôi lấy cái điều mà tôi rất là vui mừng đó là tạ ơn Chúa thì tôi có được cái đức tin ngày hôm nay và đây đại diện các con của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi không có quên những người nội ngoại là con hai bên. Cho tôi gửi lời cảm ơn anh vợ chồng anh chị Sơn Thủy, anh Lợi và chị Lợi là những người mà ngày đầu tiên năm 1988 chúng tôi tới Sài Gòn không biết Sài Gòn là cái gì hết thì anh chị cũng đã mở cửa cho gia đình chúng tôi đi về nơi đó để chuẩn bị đi Mỹ. Và 30 năm sau con trai của tôi đây và con dâu và hai đứa cháu cũng sẽ chuẩn bị đi Mỹ. Thì người ta nói là ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ nguồn. Gia đình chúng tôi không đủ lời để cảm ơn gia đình hay gia đình của anh chị đã yêu thương vợ chồng em, đã mở cửa tiếp rước vợ chồng em những ngày tháng mà vợ chồng em chưa biết Sài Gòn là như thế nào các bạn. Khi chúng tôi tới Sài Gòn là tưởng tượng là mình ở một cái thiên đàng nào đó chứ không phải là cái chỗ Gia Lai Trung Tâm đâu. Nhưng mà cảm ơn anh chị đã yêu dắt vợ chồng tôi ngày tháng như đó. Và giờ đây riêng là nghe những người đi mời thì nhân dịp đây thì xin cảm ơn hai bên nội ngoại yêu thương nhận nhắc ở với các cháu hàng ngày tháng ở nơi này và tôi cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay mời chúng ta đợi sân đứng lên cho cả nhà biết bạn về chính sách và công cụ mà nhận của chúng tôi cách đây 30 năm trước. Ba mươi năm người trước có mặt tại đất nước Mỹ là một vị ân nhân đầu tiên và Lệ Sương đã từng chia sẻ trên cộng đồng mạng, đó là anh Trần Quang Thông, ảnh từ Thái Lan, ảnh mới về tối hôm qua cái chuyện của việc hôm nay. Mời anh Thông đứng lên. Rất trân trọng quý mến quý vị đã bỏ thời gian quý báu của mình
đi đến đây có từng chung được một ngày đó là một niềm hạnh phúc mà ngày xưa không thể nào tả được. Thưa với quý vị, 30 năm đối với gia đình của Lệ Sương đã về Việt Nam nhiều lần, nhưng có nhiều người bà con trong dòng tộc của quê hương của Lệ Sương cũng là lần đầu tiên mà Lệ Sương đã biết mặt ngày hôm nay. Chính là vậy, quý vị chúng ta lấy là họ mặt gia đình sông Hầu. Sẵn nhân dịp này thì Lệ Sương cảm ơn các bạn là những người fan của YouTube Lệ Sương. Các bạn đã tới ngày hôm nay và xin chào cho các bạn fan YouTube một vòng vỗ tay. Cảm ơn các anh chị, các em rất là nhiều vì đã yêu thương cái kênh của Lệ Sương, đã tiếp tục ủng hộ và tới bây giờ tới Sài Gòn các em cũng ủng hộ nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ này xin mời quý vị dùng những cái bữa ăn đơn giản mà Lệ Sương sẽ sắp ra đây, và xin mời các bạn có thể dùng ngon miệng. Và nếu trong buổi tiệc này có những cái gì mà sai sót và Lệ Sương chưa có đáp ứng được thì Lệ Sương thành thật cảm ơn bà con đầu nhỏ cũng như các anh chị em. Lệ Sương mời.